Chồng Lê Phương nói thẳng, chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vợ tôi. Lần đầu tiên thấy ông xã kém 8 tuổi của Lê Phương tỏ ra bức xúc và nói xấu vợ như vậy trước đông đảo khán giả. Sau gần 9 tháng cưới nhau, có nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của diễn viên Lê Phương và ông xã kém 7 tuổi Trung Kiên. Ngọt ngào là thế, song năm đầu chung sống giữa họ có những bất đồng, thậm chí có lúc cực kỳ căng thẳng. Nhưng trên hết, sự thương yêu, thấu hiểu và biết nhường nhịn nhau đã giúp cả hai xây đắp tình cảm đẹp. Mới đây Lê Phương Trung Kiên xuất hiện tại show truyền hình Là Vợ Phải Thế và cùng nhau kể lại chuyện tình đầy thú vị của mình. Bên cạnh những ngọt ngào, cả hai cũng chia sẻ rất thật về cuộc sống hôn nhân. Đây cũng là lần đầu tiên thấy Trung Kiên tỏ ra bức xúc và dám nói xấu vợ trước đông đảo khán giả. Trung Kiên chưa bao giờ thấy người nào giận mà lạ lùng như vợ tôi. Trung Kiên từng được khán giả biết đến là người đàn ông ngọt ngào với những lời đầy yêu thương dành cho Lê Phương, khiến người ta tin ngôn tình là có thật. Thế nhưng lần này anh dám nói thẳng, nói thật cái mà mình ấm ức nhất về vợ. Đó là lúc giận nhau, Lê Phương luôn nhốt chồng trong phòng, không cho bỏ đi bất cứ đâu, kể cả xuống lầu để giải tỏa cơn nóng giận. Anh nói, tôi chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vợ tôi. Ví dụ tôi giận, cho tôi ra chỗ khác suy nghĩ. Nếu tôi sai, tôi sẽ vào xin lỗi hoặc ngược lại. Nhưng không, Lê Phương không cho phép chồng như vậy. Anh ở đó đi, anh ngồi đây, anh đi đâu? Anh xuống lầu thôi, xong anh lên lại cũng được. Cho anh đỡ tức, anh nguôi ngoai, rồi có gì anh sẽ lên xin lỗi em. Không, anh ở đây đi, có gì hai đứa mình cùng chịu. Đó là đoạn hội thoại giữa Lê Phương Trung Kiên khi giận nhau. Thế nhưng Trung Kiên cũng lạ không kém. Riết tôi quen, giờ gây lộn mà bỏ đi tôi cũng không chịu được, anh hài hước. Thông thường đến khi Trung Kiên mệt thì sẽ ôm vợ xin lỗi trước. Nói về lý do cãi vã, Trung Kiên còn thẳng thắn không ngờ khi bày tỏ thật ra là cả hai toàn mâu thuẫn về những thứ lãng nhách, lãng thúi, theo nguyên văn của nam ca sĩ. Còn về phía Lê Phương, cô thành thật tâm sự rằng đúng là cả hai cãi lộn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Chúng tôi hay bị cái sự nóng tính làm cho chuyện lớn ra, chứ thật ra không có gì hết trơn. Cho dù giận, không cho anh ấy đi, tôi nhốt anh ấy ở nhà thì anh ấy có điên cuồng, song cuối cùng cũng vẫn là người làm huề trước với tôi, chứ không bỏ mặc tôi. Cái quan trọng nhất là người đàn ông cho dù như thế nào họ không bỏ mặc mình. Lê Phương gọi Trung Kiên là mày ngày đầu gặp. Trước khi đến với cuộc hôn nhân này, Lê Phương đã bỏ lỡ một lần đò. Cô từng nguyện không mở lòng vì một ai thêm nữa. Ngày gặp chàng ca sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 7 Trung Kiên, Lê Phương chia sẻ không hề để ý tới anh chàng nhỏ hơn mình 7 tuổi khá lôi nhôi. Trong chuyến đi ra đảo Trường Sa, nữ diễn viên không hề có ấn tượng tốt với Trung Kiên bởi vì người gì vừa đến trễ mà còn nói nhiều, khiến Lê Phương khó chịu ra mặt. Trong khi Trung Kiên thì lại bị hấp hồn bởi cô gái lạ xinh đẹp trong chuyến đi. Không ngần ngại tiến tới làm quen, Lê Phương đã tung ngay phòng thủ và dằn mặt Trung Kiên khi xưng hô chị và mày, để anh chàng không có cơ hội để tơ tưởng. Nhưng có lẽ những sự phòng vệ của Lê Phương vô tác dụng với anh bộ đội Trung Kiên. Dù đã bị cách xưng hô tạo khoảng cách, Trung Kiên liền xu phong đứng lên chỗ tài sở trường hát của mình bằng giọng ca la trường với bài hát Thao Thức Vì Em của nhạc sĩ Lam Phương. Đã như một tiếng sét phá tan tảng băng lớn trong lòng Lê Phương, Trung Kiên còn tự hào mình trẻ, khỏe, sáng, đẹp trai nên quyết tâm chinh phục nàng. Cuộc tình lệch tuổi của cặp đôi đã đạt được trái ngọt như ngày hôm nay đã phải trải qua những áp lực từ dư luận nặng nề, khiến Lê Phương tưởng chừng không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng phía sau Lê Phương lại có một bờ vai vững chắc của Trung Kiên khi nam ca sĩ nguyện đứng ra bảo vệ cô nàng hết mọi dư luận và sẵn sàng chứng minh cho mọi người thấy Lê Phương chọn mình là một sự lựa chọn đúng đắn.